Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu. Tập 178, chương 1771, kế hoạch tấn công. Trương Hằng hiện tại thiên về khả năng thứ hai, chủ yếu là bản thân skill boost rất yếu, chỉ có một kỹ năng quyến rũ. Hơn nữa chỉ có hiệu lực với người khác giới, muốn đối phó với chúng hoàn toàn không cần phải mất công chế tạo riêng một loại đạn. Hơn nữa theo lời tiểu thư skill boost, trước cô đã có một số vị thần bị giết, không ngoài dự đoán thì hẳn là đã chết dưới loại đạn này. Cộng thêm những đường vân thần bí phức tạp khác gần như kín bên trong đầu đạn, cơ bản có thể xác định viên đạn này han là có tính phổ dụng ở một mức độ chắc chắn. Trương Hằng nhận ra rằng mình có lẽ cũng có thể thử sử dụng loại đạn này để đối phó với Seth. 4 giờ sau, Trương Hằng lại dừng chiếc AMG A45. Lúc này hắn vẫn chưa đến đích nhưng quyết định dừng ở trạm dịch vụ giữa đường để đi vệ sinh. Rửa mặt bằng nước ấm đã hơi nóng lên vì phơi nắng, sau đó gọi một phần mì nóng làm bữa trưa tại sảnh. Hắn bưng phần mì nóng trông có vẻ bình thường, tìm một góc trong cùng nhất, vừa ăn mì vừa trải bản đồ trên tay ra bàn, trên đó có vị trí hắn đã đánh dấu khi đo lần đầu tiên. Sau đó Trương Hằng lại dùng điện thoại mở trang web thời tiết, tra cứu những thay đổi về thời tiết ở các địa phương gần đó trong thời gian gần đây. Ý tưởng của Trương Hằng rất đơn giản, Thor là thần sấm vào những ngày mưa bão, sức chiến đấu của hắn là mạnh nhất. Nếu trên đường chạy trốn hắn đã động thủ với ai đó thì rất có thể thời tiết ở địa phương đó cũng sẽ thay đổi, nói cách khác, cần đặc biệt chú ý đến những nơi có mưa dông ở khu vực gần này. Một lúc sau, Trương Hằng khoanh tròn một vài nơi đã có mưa. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên trước mặt hắn, có ai ở đây không? Trương Hằng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn khác thường, ước tính sơ bộ đã cao hơn 1m9, khuôn mặt chữ điền, mày rậm mắt to, vai rộng, mặc một chiếc áo phông đã hơi bạc màu, còn tay thì bưng một bát mì bò căng sư phụ vừa mới chan nước sôi, trông rất nổi bật giữa đám đông. Trương Hằng liếc nhìn sảnh, lúc này đã đến giờ ăn trưa, mà đây lại là trạm dịch vụ lớn có lượng người qua lại đông đúc. Chỉ một lúc sau đã chật kín người, vì vậy những người đến sau chỉ có thể thương lượng ghép bàn với những người trước. Trương Hằng gật đầu, lặng lẽ cất bản đồ trên bàn đi. Cảm ơn. Người đàn ông cao lớn đặt bát mì tôm của mình vào vị trí đối diện với Trương Hằng, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến, húp mì trong bát kêu sột soạt. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút đã ăn hết một bát mì tôm lớn, sau đó vẫn chưa thỏa mãn, lại ăn thêm 4 chiếc bánh nướng thịt bò. Trong lúc đó, anh ta còn đưa một chiếc bánh nướng cho Trương Hằng, nói, anh bạn, anh có muốn thử một chiếc không? Đây là thịt bò do vợ tôi ướp, thơm hơn nhiều so với loại bán ở đây. Cảm ơn anh, tôi có mì là đủ rồi. Trương Hằng từ chối. Người đàn ông cao lớn nghe vậy cũng không khuyên nữa, ăn nốt chiếc bánh nướng thịt bò còn lại, sau đó uống hết nước mì tôm trong bát. Ở một cái, thấy Trương Hằng vẫn đang ăn mì, cũng không vội gì lau miệng nói, anh bạn định đi đâu thế? Ồ, chỉ là đi dạo thôi, vẫn chưa xác định được đích đến, còn anh thì sao? Trương Hằng dùng đũa gắp mì nóng. Du lịch tự túc à? Người đàn ông cao lớn nghe vậy thì bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào lúc nãy tôi thấy anh cầm bản đồ xem, anh bạn thật thú vị, tôi là tài xế xe tải đường dài, chở một lô hàng đến Hà Nam. Người đàn ông cao lớn vừa nói vừa chỉ vào một chiếc xe tải lớn bên ngoài cửa sổ, xét về chiều dài và chiều cao thì chiếc xe đó quả thực chở không ít thứ. Anh vất vả rồi, quen rồi, cả nhà đều trông cậy vào tôi nuôi sống. Người đàn ông cao lớn nói, thấy Trương Hằng cũng sắp ăn xong mì, anh ta cũng rất thức thời không nói chuyện phiếm nữa. Tùy tiện nói vài câu rồi nói, một đồng nghiệp của tôi vẫn còn trên xe, anh bạn, tôi về trước đây. Ừ, anh đi thong thả. Trương Hằng tiễn người đàn ông cao lớn ra khỏi nhà hàng của trạm dịch vụ, trèo lên chiếc xe tải lớn. Lại nhìn chiếc xe tải lớn đó rời khỏi trạm dịch vụ, đợi thêm một lúc, hắn cũng quay lại chiếc AMG 45, tiếp tục lên đường. Thực ra trước đó Trương Hằng cũng đã cân nhắc đến việc nhờ Hàn Lộ giúp hắn mượn một chiếc máy bay riêng. Tốc độ sẽ nhanh hơn nhưng trước đó hắn đã quyết định cố gắng cắt đứt liên lạc với những người xung quanh. Hàn Lộ vì Thanh Trà giúp hắn thu mua điểm tích lũy nên bản thân hắn đã dựa vào rất gần rồi, Trương Hằng không muốn gây thêm phiền phức cho cô ấy nữa. Ngoài ra, mặc dù Trương Hằng biết lái máy bay nhưng bản thân hắn không có bằng phi công,
Muốn mượn máy bay riêng thì phải mượn thêm một phi công. Quan trọng nhất là máy bay riêng trước khi cất cánh phải nộp đơn xin đường bay lên Cục Quản lý Không lưu, thông thường phải mất vài ngày mới được phê duyệt. Cho dù có Hàn Lộ giúp đỡ thì cũng không phải nói bay là bay ngay được, vì vậy ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Trương Hằng thì hắn đã trực tiếp phủ nhận. Chương 1772, gặp lại bạn cũ. Hơn nữa, với số cung tên, đao kiếm trên người, ngoài việc lái xe ra thì thực ra Trương Hằng cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. May mắn thay, suốt chặng đường này của hắn cũng khá thuận lợi, ngoài việc giữa đường gặp phải một vụ tai nạn xe cộ. Tắc đường 10 phút thì không có gì bất ngờ, vì vậy 2 giờ sau hắn cuối cùng cũng đến đích thành công. Trương Hằng một lần nữa lấy ra la bàn ma thuật, kích hoạt nó lần thứ 2, kết quả phát hiện hướng mà Kim Chỉ Nam chỉ so với lần định vị trước đó lại có sự thay đổi. Đây không phải là tin tốt đối với hắn, bởi vì điều đó có nghĩa là Thor và Seth thực sự đang di chuyển. Nói cách khác, vị trí mà hắn tính ra lần đầu tiên có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác, Trương Hằng đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý cho kết quả như vậy. Cũng không quá thất vọng, hắn nhanh chóng định vị lại vị trí của Seth theo phương pháp lần đầu tiên. Còn lần này hắn chỉ lái xe đi được 40 km, ưu điểm là vẫn còn khoảng nửa giờ nữa có thể đuổi theo trực tiếp, nhược điểm là khoảng cách quá ngắn, tính ra sai số cũng có thể lớn hơn. Nhưng so với lần đo đầu tiên thì hiện tại Trương Hằng hẳn đã gần Seth và Thor hơn rất nhiều, đáng tiếc là cho đến khi hết thời gian, Kim Chỉ Nam vẫn không hề rung động. Trương Hằng cũng không vội, trong kế hoạch của hắn, thời gian ban ngày chỉ cần đảm bảo rằng mình đang thu hẹp khoảng cách với Seth và Thor là đủ rồi. Thực tế cho đến trước 0 giờ, hắn chỉ chuẩn bị sử dụng nhiều nhất 4 lần định vị, số lần sử dụng còn lại hắn sẽ dùng sau khi dừng thời gian. Lúc đó Thor và Seth hẳn sẽ duy trì trạng thái tĩnh, nếu thuận lợi thì hắn chỉ cần một lần là có thể định vị chính xác vị trí của hai người. Nhưng Trương Hằng cũng không vì thế mà từ bỏ việc truy đuổi vào ban ngày, bởi vì theo tình báo mà Isis đưa ra, dù là tân thần hay cựu thần, hiện tại đều đang toàn lực tìm kiếm tung tích của Seth và Thor. Đối thủ lần này của Trương Hằng là một nhóm thần linh không thể suy đoán theo lẽ thường. Hắn sẽ không cho rằng mình cầm la bàn mà Isis đưa cho là người duy nhất có thể tìm thấy mục tiêu, không ai biết những vị thần này có thủ đoạn gì. Đặc biệt là phe tân thần, Trương Hằng đã sớm phải chịu thiệt tương ứng, bị thần điện thoại định vị, lại bị thần máy móc động tay động chân vào chuyến bay mà hắn đi. Cuối cùng trên toàn bộ máy bay chỉ có hắn và người phụ nữ mang thai mà hắn tiện tay cứu sống. Vì vậy Trương Hằng rất rõ ràng, tìm được Seth càng sớm thì khả năng hắn hoàn thành nhiệm vụ càng cao. Anh chắc chắn là ở đây chứ. Thor nhìn quanh bốn phía, có chút nghi ngờ nói, lúc này hắn cải trang thành khách du lịch, đang đứng trên một sân ga cũ kỹ, trước mặt là một cây cột xi măng lồi lõm. Trên đầu là đầm sắt đầy rỉ sét, ngoài bọn họ ra trên sân ga này chỉ có lác đác vài chục hành khách, nhìn qua đều là người bản địa. Không sai, chính là đây. Sét cũng cải trang thành khách du lịch nhưng lại trùm đầu kín mít, rất chắc chắn nói xong hắn lại cười cười, những người lớn như các anh. Tâm mắt chắc chắn đều đặt ở những thành phố lớn hạng nhất, hạng nhì rồi, dù sao thì ở đó rạp chiếu phim màn hình IMAX đủ nhiều, những người chịu bỏ ra mấy trăm. Mấy nghìn đô la để mua một mô hình đội trưởng Mỹ hay in hình đại diện của anh cũng rất nhiều, nhưng đất nước này còn rất nhiều thành phố nhỏ hạng 4, hạng 5 như thế này. Không tiếng tăm gì, chỉ có thể được người ngoài nghe nói đến khi liên quan đến một số tin tức dân sinh kỳ quái nào đó. Giá cả ở đây tuy thấp hơn thành phố lớn nhưng mức thu nhập lại càng thấp hơn, kinh tế không có sức sống. Người trẻ tuổi không tìm được công việc phù hợp, cộng thêm giá nhà cao ngất ngưởng, rất nhiều người buộc phải rời khỏi đây, đến thành phố lớn làm việc. Dân số thường xuyên ở trạng thái chảy ra dòng, những người còn lại đều là người già, kinh tế phát triển càng không được. Anh kể những chuyện này với tôi làm gì? Thor lãnh đạm nói, tôi nhắc lại lần nữa, tôi đã bẻ gãy 7 cái xương sườn của anh rồi. Trước khi mặt trời lặn tối nay, nếu anh không thể đưa tôi tìm được vợ tôi sẽ bẻ gãy hết những cái xương còn lại trên người anh. Sau đó chặt đầu anh xuống, khâu vào cổ một con chó. Dù sao thì cái đầu chó sói của anh và chó cũng khá hợp. Sửa lại một chút, đầu của tôi thực ra là một loại động vật tên là thú sét, không phải chó sói, chỉ là rất nhiều người đều hiểu lầm, đồn thổi sai lệch. Không sao, tôi càng không quan tâm đến những chuyện này. Thor thô lỗ ngắt lời vị thần hỗn loạn, nhanh dẫn đường đi. Rất hân hạnh được phục vụ ngài. Sét có vẻ rất tốt tính, dường như không để bụng chuyện mình bị bẻ gai xương sườn, nghe vậy còn làm một động tác mời.
Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1773, Nguy hiểm tiềm ẩn. Hai người đi ra khỏi ga tàu, Seth vẫy tay, chặn một chiếc taxi, nói với tài xế, đến phố Cần Cù ở khu phố cổ. Thor đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, không nói gì, chỉ để Seth lên ghế sau trước, sau đó mình cũng theo vào. Rõ ràng là hàng ghế sau có thể ngồi ba người nhưng sau khi thân hình cường tráng của Thor lên thì lại có vẻ hơi chật chội. Mà hơi thở cuồng bạo tỏa ra từ người hắn cũng khiến mồ hôi lạnh trên trán tài xế taxi chảy ròng ròng. Seth liếc nhìn cổ tay phải bị Thor nắm chặt, thở dài, dùng tiếng Na Uy nói, với thực lực của tôi, căn bản không thể trốn khỏi tầm mắt của anh có cần phải nhìn tôi chằm chằm như vậy không? Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng ta là một đôi gai đấy. Thor cười lạnh, anh đã trốn khỏi tầm mắt của tôi một lần, còn khiến tôi phải gánh một cái nồi to như vậy, anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội thứ hai sao? Tôi đã nói với anh rồi, đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc, tôi cũng rất tiếc cho cái chết của người bạn quần chúng vô danh đó. Và ngay sau khi biết anh bị oan, tôi đã chạy đến ban tổ chức ngay lập tức, không ngại tự thú. Chỉ để kể cho họ nghe sự thật về vụ việc lúc đó, trả lại sự trong sạch cho anh nhưng tôi làm như vậy thì đổi lại được gì? Seth xòe tay, tôi vốn đang bị giam giữ đàng hoàng, anh lại xông vào phòng tắm của tôi, bắt cóc tôi ngay trước mặt ban tổ chức khi tôi còn đang tắm. Giờ thì tốt rồi, khiến cả hai chúng ta đều trở thành mục tiêu chỉ trích, tân thần và cựu thần hiện đang truy tìm tung tích của chúng ta. Với sự truy đuổi giáo giết như vậy, thành thật mà nói thì ngay cả khi tôi ở thời kỳ đỉnh cao cũng chưa từng gặp phải. Tại sao người của anh lại bắt cóc vợ tôi? Thor trừng mắt, gân xanh trên trán nổi lên, khiến người tài xế vốn đã có chút lo lắng run rẩy cả hai tay, suýt chút nữa thì không giữ vững được tay lái mà đâm vào xe buýt phía trước. Tôi đã nói vô số lần rồi, sự mất tích của vợ anh không liên quan đến tôi, lúc đó tôi đã ở trong phòng giam đặc biệt của ban tổ chức rồi. Hơn nữa cũng đã mất đi thần lực, 24 giờ một ngày đều bị giám sát. Trước khi anh xông vào phòng tắm, tôi vẫn luôn bị một cô ả giám sát không góc chết. Seth tỏ ra rất vô tội, vì vậy, anh đổ lỗi cho tôi về chuyện này là hoàn toàn vô lý, ép tôi phải tìm ra người trong vòng một ngày càng là chuyện khó như lên trời nhưng dù vậy. Tôi vẫn quyết định đưa anh đến nơi có khả năng nhất để thử vận may, anh không thấy mình nên lịch sự hơn một chút với người đồng hành mới của mình sao? Tôi mới không tin những lời nhảm nhí của anh. Thor gầm lên, nước bọt thậm chí còn bắn qua ghế trước, văng lên kính chiếu hậu, nếu anh vô tội thì tại sao đến bây giờ vẫn không chịu nói ra tung tích của thần điện thoại? Còn vụ việc xảy ra ở sân bay quốc tế Copenhagen, thần máy móc mất tích cũng có liên quan đến anh. Ngoài ra, gần đây mối quan hệ giữa tân thần và cựu thần ngày càng căng thẳng. Tôi phải ngắt lời anh một chút. Nguyên nhân chính dẫn đến mối quan hệ giữa tân thần và cựu thần căng thẳng gần đây không phải là tôi, mà là... Seth tuy không nói thẳng tên nhưng ánh mắt đã hướng về phía người chủ. Tuy nhiên, trước khi người kia nổi giận, vị thần hỗn loạn lại vội vàng lên tiếng, thực ra... Tình hình phát triển đến mức như ngày hôm nay, căn bản không phải là vấn đề của một người nào đó, mà là một điều tất yếu. Lại đến rồi, cái lý thuyết hỗn loạn của anh. Thor khinh thường nói, nhưng Seth không để tâm, tự mình nói tiếp, anh phải thừa nhận rằng hòa bình đã kéo dài quá lâu rồi, lâu hơn bất kỳ thời kỳ nào trước đây. Đây là chuyện tốt, những người chưa từng trải qua chiến tranh tàn khốc sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của hòa bình, Thor nói. Tôi đã trải qua chiến tranh, vì vậy tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Tôi tin rằng những vị thần cao cao tại thượng trong ban tổ chức cũng sẽ đồng ý với anh nhưng thế giới này không chỉ được tạo thành từ những nhân vật vĩ đại đó. Anh muốn nói gì? Thor nhìn chằm chằm vào mắt Seth, chế nhạo, anh không biết rằng bây giờ không ai thèm để ý đến những thứ vớ vẩn của anh sao? Đối với những người giàu sang, cao cao tại thượng, trật tự và hòa bình thực sự quý giá hơn vàng nhưng mọi việc phải được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Đối với những người không có gì, những người dân nghèo khổ sắp chết đói, chiến tranh và hỗn loạn là con đường duy nhất để họ lật đổ, thậm chí là hy vọng để sống sót. Seth nói, một lũ hồ ngôn, Thor mất kiên nhẫn, có lẽ bây giờ tôi nên vặn đầu anh ra, để anh im miệng hoàn toàn. Ngay khi Thor lộ vẻ hung dữ, bầu không khí trong xe taxi ngày càng căng thẳng. Từ hàng ghế trước truyền đến một giọng nói hơi run rẩy, hai vị khách, các anh đã đến nơi rồi. Chương 1774, đối mặt sự thật. Thor nghe vậy liền chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe,
phát hiện chiếc taxi dừng ở ven một con phố trông có vẻ ảm đạm. Hai bên đều là các cửa hàng nhỏ ven đường, có tiệm bánh nướng có tên là Lộc Giác Hẻm, có cửa hàng $1 treo biển thanh lý hàng tồn kho, cửa hàng quần áo nữ, đồ ăn vặt xa huyện, phòng khám nhỏ, thậm chí còn có một cửa hàng giày New Balance. Phía sau những cửa hàng nhỏ này là một dãy nhà tập thể khá cũ, quần áo, chăn màn phơi trên hành lang. Còn có cả hoa cỏ được nuôi trồng, cuối cùng cũng mang lại một chút sức sống cho nơi đầy vẻ ảm đạm này. Tho ném cho tài xế một tờ tiền 100 tệ, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của tài xế, hắn kéo Seth xuống xe. Hắn bóp cổ Seth, trực tiếp kéo Seth lên khỏi mặt đất. Ta không đến đây để cùng ngươi nghiên cứu vấn đề phục hồi kinh tế của thành phố nhỏ nào cả. Vợ ta ở đâu? Ngươi tốt nhất nên nhanh chóng nói cho ta biết. Đừng có giả vờ nữa, đừng có giở trò nữa. Seth tỏ vẻ bất lực, vừa ho vừa cố gắng nói một câu từ trong cổ họng, chẳng lẽ trước đây không có ai. Nói với ngươi rằng, khi ngươi muốn ai đó trả lời câu hỏi, thì đừng có cứ bóp cổ người đó. Tho hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng buông tay. Seth trở lại mặt đất, xoa bóp cổ mình, thở dài, sắp rồi, chúng ta đã đến đích rồi, rất nhanh sẽ gặp được người đó thôi. Tho nghe Seth nói vậy thì vẻ tức giận trên mặt giảm bớt đôi chút nhưng trong mắt lại loe lên một tia cảnh giác, đưa tay định triệu hồi cây búa quý giá của mình. Nhưng ngay sau đó đã bị Seth giữ chặt tay, đừng, đừng, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề so với sức mạnh của ngươi. Nơi này không có gì nguy hiểm, chúng ta hãy nói chuyện trước, nếu không nói được thì ra tay cũng không muộn, dù sao thì SEF vẫn còn trong tay người ta. Tho thấy Seth xông lên ngăn hắn triệu hồi búa, suýt chút nữa là hắn đã ra tay đánh vỡ đầu chó của Seth nhưng khi nghe đến hai chữ SEF thì lại cứng rắn dừng nắm đấm đang vung ra. Đúng rồi, ngươi không muốn hòa bình sao, vậy thì hãy bắt đầu từ đây đi. Hòa bình cái con khỉ, đợi tìm được SEF ta sẽ giết sạch những kẻ bắt cóc cô ấy. Tho nghiến răng, từng chữ một nói. Ta hiểu tại sao mọi người đều nói ngươi nóng tính. So với ngươi thì ta dịu dàng như một gã đàn ông tồi đa tình vậy. Xét chỉnh lại quần áo của mình. Thôi được rồi, sau này ngươi muốn làm gì thì làm nhưng trước đó xin ngươi hãy kiềm chế cơn giận của mình. Ta không phải những đứa trẻ con chưa đến 100-200 tuổi như tân thần, ta biết khi nào nên làm gì. Tho nói một cách buồn bã. Đây là câu chuyện cười nhạt nhẽo ngày hôm nay sao? Nếu đúng thì tôi sẽ cố gắng phối hợp với anh để cười vài tiếng. Hai người vừa nói vừa đi về phía một tòa nhà tập thể. Khi đi ngang qua một quầy bán bánh nướng có tên là Lộc Giác Hẻm, Seth đột nhiên dừng lại, đói bụng rồi, mua vài cái bánh nướng lót dạ thôi. Tôi đã nói với anh rồi, đừng có giở trò nữa. Tho cảnh báo. Tôi không giở trò gì cả, làm ơn, từ khi bị anh bắt cóc, tôi chưa ăn gì cả, hiếm lắm mới đi ngang qua một quầy bán bánh nướng. Mua vài cái bánh nướng cũng không mất thời gian của anh đâu. Nếu anh thực sự lo lắng bánh nướng này có độc thì cứ nhìn tôi ăn là được. Seth nói. Tho nghe vậy, cuối cùng cũng không ngăn cản nữa, nói với chủ tiệm bánh nướng, lay cho tôi 4 cái bánh nướng. Ông chủ cũng không nói gì, chỉ tay vào bảng giá dán trên tường phía sau, rồi chỉ vào mã QR trên bàn, sau đó đứng dậy, cầm một túi ni lông, đeo vào tay, lấy 4 cái bánh nướng, đưa cho Tho. Tho nhét bánh nướng vào lòng Seth, sau đó mở ví, rút ra một tờ tiền 10 tệ, do dự một chút, anh ta lại rút ra một tờ 10 tệ nữa đặt lên bàn, cho tôi thêm 6 cái nữa. Ông chủ đưa tay ra, lặng lẽ thu 20 tệ trên bàn, sau đó vẫn không nói một lời, lại cầm một túi ni lông, Tho thấy ông ta chậm chạp quá. Trực tiếp tự tay lấy 6 cái bánh nướng, ngấu nghiến nuốt vào bụng, còn Seth cũng đã ăn hết 3 cái bánh nướng. Nhưng khi ăn đến cái thứ tư thì rõ ràng anh ta nuốt khó khăn hơn một chút, đã đến nước này rồi. Tho dứt khoát mua thêm 2 chai nước khoáng ở cửa hàng tạp hóa bên cạnh, đưa cho Seth 1 chai, tự mình uống hết chai còn lại. Sau đó, hai người cuối cùng cũng đi theo một bà lão đi chợ về vào tòa nhà tập thể đó. Tòa nhà này cao tổng cộng 5 tầng. Bên trong không có thang máy nhưng với chiều cao này thì đối với Tho và Seth đương nhiên không là gì. Hai người nhanh chóng leo lên tầng cao nhất, đi qua một hành lang phơi đầy quần áo và ga trải giường, đến trước căn phòng cuối cùng. Seth đưa tay gõ cửa chống trộm kiểu cũ trước mặt nhưng bên trong không có phản ứng gì. Thấy Tho sắp gọi búa của mình, Seth vội vàng tăng lực gõ cửa. Các bạn đang nghe chuyện thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1775, lựa chọn khó khăn. Lần này,
Người bên trong cuối cùng cũng có phản ứng nhưng phải mất nửa phút nữa, cánh cửa mới được mở ra một khe hở. Đôi mắt nhỏ độc ác sau cánh cửa trước tiên nhìn về phía Tho, cau mày, sau đó lại nhìn về phía Seth nhưng lại có vẻ hơi bối rối. Mãi đến khi Seth tháo thứ quấn trên mặt ra, để lộ cái đầu sói, mới lên tiếng, dùng giọng khó nghe như tiếng phấn viết trên bảng đen, là anh đến đây làm gì? Đến thăm những người bạn cũ của tôi, ở đây không có ai là bạn của anh cả. Người sau cánh cửa vừa nói vừa khạc một bãi nước bọt xuống chân Seth. Seth cười cười, cũng không chấp nhặt với đối phương, chỉ nói, tôi biết các anh đã làm những chuyện gì, nhưng bây giờ chưa quá muộn, tôi hy vọng các anh có thể dừng lại. Kết quả là người sau cánh cửa cười lạnh, anh đã từ chối lời mời của chúng tôi, vậy chúng tôi làm gì thì liên quan gì đến anh? Tôi chỉ không đành lòng nhìn các anh tự thiêu mà thôi, Seth chậm rãi nói. Người sau cánh cửa như nhớ ra điều gì, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là khi hắn ta chuyển ánh mắt sang Thò bên kia. Vẻ kinh ngạc trên mặt càng đậm hơn, Seth, tôi nhớ anh đã bị ban tổ chức bắt rồi mà. Nói chính xác thì là tôi lương tâm trỗi dậy, tự mình đi đầu thú. Seth nói, theo tôi biết, anh là người không có lương tâm. Người sau cánh cửa nói, nhưng khi hắn ta nói xong câu này, Thò bên cạnh đã không nhịn được nữa, sao còn chưa mở cửa, có gì thì không thể vào trong nói sao. Thật kỳ lạ là sau khi nghe câu này, người bên trong lại ngoan ngoãn mở cửa. Đợi đến khi cánh cửa lớn mở ra, Tho cuối cùng cũng nhìn thấy người sau cánh cửa. Đó là một người đàn ông thấp bé, trông khoảng 3-40 tuổi, trên má trái có một vết bớt đỏ, cằm thì đầy râu, có thể thấy chủ nhân của chúng đã ít nhất một tuần không cạo râu. Bây giờ là tháng 8, nhiệt độ vẫn rất cao nhưng trong nhà không bật điều hòa, chỉ có một chiếc quạt điện vẫn đang cố gắng hoạt động, khi lắc đầu còn phát ra tiếng kẽo kẹt. Người đàn ông có vết bớt trên mặt cởi trần, chỉ mặc một đôi dép lê và một chiếc quần đùi rộng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Seth và Thò. Còn chưa kịp nói gì đã bị Thò đẩy sang một bên, sau đó Thò như một cơn gió lao vào trong nhà, gào lớn, Seth, đừng sợ, anh đến cứu em. Người đàn ông có vết bớt trên mặt vừa kinh vừa giận, hét lên, anh muốn làm gì? Hắn vừa nói vừa bò dậy khỏi mặt đất, xông lên định túm lấy Thò đang định tiếp tục xông vào phòng trong nhưng thân hình nhỏ bé và sức lực của hắn so với Thò chẳng khác gì kiến với voi. Thò chỉ tiện tay hất một cái, dùng chưa đến hai phần sức, hắn đã lại bay ra ngoài, lần này còn đập lưng vào tường. Mãi một lúc sau mới đứng dậy được nhưng vẫn cố nén đau hét lớn, đồ khốn, anh không được vào, anh không được vào, đây là nhà tôi. Còn Seth ở bên cạnh cũng bất lực nói, 5 phút trước chúng ta không phải đã nói là sẽ thương lượng trước sao. Phòng trong có người Thò không thèm để ý đến nhiều như vậy, trực tiếp đưa tay đẩy cửa phòng trong, tôi nghe thấy tiếng khóc trong đó. Tôi không biết cái quái gì là Seth, đó là con gái tôi. Người đàn ông có vết bớt trên mặt phân bua. Anh thực sự cho rằng tôi sẽ tin lời quỷ quái của anh sao, người cha nào lại nhốt con gái mình trong phòng, còn khóa trái cửa. Thò thử 2 lần, thấy không thể vặn được tay nắm cửa, cũng không quay lại tìm người đàn ông có vết bớt trên mặt lấy chìa khóa, trực tiếp đá một cú. Cánh cửa gỗ vốn trông không mấy chắc chắn đó làm sao chịu được một cú đá của Thò, rất dứt khoát bị đá đổ. Khi Thò nhìn rõ cảnh tượng bên trong, cả người lập tức nứt toác, chỉ thấy giữa căn phòng tối tăm oi bức, đặt một chiếc lồng sắt nhưng bên trong chiếc lồng sắt đó không phải là con thú nào, mà là một người phụ nữ tóc vàng, cô bị xiềng xích khóa tay chân và toàn thân bị nhét vào một bộ đồ da dày. Ngoài mái tóc ra, chỉ có mũi là có một lỗ nhỏ để thở. Có thể tưởng tượng được, trong môi trường như vậy, người bên trong sẽ khó chịu đến mức nào. Thực tế khi Thò đạp cửa vào, Seth cũng nghe thấy tiếng khóc nức nở. Đến lúc này, Thò càng không tin người bên trong là con gái của người đàn ông có vết bớt trên mặt. Anh ta gầm lên một tiếng, Seth đừng sợ, anh sẽ thả em ra ngay. Không, đừng thả cô ấy ra. Người đàn ông có vết bớt trên mặt thấy vậy càng sốt ruột hơn nhưng lời hắn chưa dứt thì Thò đã đưa tay nắm lấy hai thanh song sắt của chiếc lồng. Sau đó thấy cánh tay hắn đột nhiên dùng sức, cơ bắp cuồn cuộn căng lên, thế mà bẻ cong được hai thanh sắt có đường kính hơn 3 cm. Tiếp theo Thò lại kéo đứt sợi xích, kéo khóa kéo của bộ đồ ra nhưng điều khiến Thò không ngờ là khi hắn thả người phụ nữ đang khóc bên trong ra. Hắn lại nhìn thấy một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn xấu xí, trông như một miếng vỏ cây khô, lại còn bị người ta đốt cháy mất một nửa. Chương 1776, bị phản bội. Mà ngay khi Thò sửng sốt thì thấy bà lão xấu xí trước mặt đột nhiên ngừng khóc,
Tiếp theo trong mắt bà ta lóe lên một tia xảo quyệt và tàn nhẫn. Khoảnh khắc tiếp theo tay phải của bà ta đột nhiên biến thành một con dao nhọn, đâm thẳng vào ngực Thor. Sự thay đổi này xảy ra quá đột ngột, cho dù người được cứu không phải là SEF thì Thor cũng không ngờ rằng đối phương lại đột nhiên ra tay độc ác với ân nhân cứu mạng của mình như vậy. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người hiện tại quá gần, Thor cũng có chút không kịp phản ứng, cứ như vậy bị một nhát dao này đâm trúng. Nhưng con dao chỉ đâm vào ngực Thor chưa đầy 1 cm thì không thể đâm sâu hơn được nữa, vì một tay của Thor đã nắm lấy lưỡi dao. Tha mạng, người đàn ông có vết bốt trên mặt thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến. Đáng tiếc là hắn lên tiếng đã muộn, nắm đấm còn lại của Thor đã đập vào người bà lão, đập bà ta trở lại lồng sắt, liên tục ho ra máu. Đồng thời trong mắt Thor cũng nổi lên một mảng máu, mặc dù vết thương trên người hắn không gây tử vong nhưng Thor đã bị một nhát dao này chọc giận đến cực độ. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy bà lão trong lồng mặc dù sắc mặt tái nhợt, một cánh tay đã bị gãy nhưng vẫn muốn bò đến tấn công hắn, Thor không nghĩ ngợi gì, trực tiếp đưa tay lên trời. Mọi người bình tĩnh một chút nào. Seth dường như muốn đóng vai người hòa giải, ở phía sau khuyên nhủ, cho dù có thù hận gì, đợi nói rõ ràng rồi đánh nhau cũng không muộn. Đáng tiếc là cả Thor và người đàn ông có vết bốt trên mặt đều không nghe lọt câu này, lúc này hắn đã bò dậy khỏi mặt đất, trợn mắt hét lớn. Hung dữ nói, bọn khốn các ngươi khinh người quá đáng rồi, dám làm bị thương con gái ta thì hôm nay hai ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Nói xong cánh cửa của một căn phòng khác đột nhiên cũng vỡ tan tành, từ bên trong nhảy ra một con hổ trắng. Con hổ trắng gầm lên một tiếng, liền lao về phía đầu Thor. Đến đúng lúc, Thor hét lớn, không lùi mà tiến, lại đấm ra một quyền, chỉ là khi cú đấm này đánh vào trán con hổ trắng thì lại trực tiếp xuyên qua. Sau đó toàn bộ thân hổ cũng hoàn toàn biến mất, để lộ ra thứ mà Thor đánh trúng bên trong nhưng chỉ là một con thằn lằn dài chưa đầy 2 inch. Nhưng trong lúc chậm trễ này, bà lão xấu xí đã bò đến bên chân Thor, há miệng định cắn xuống nhưng bị Thor đá một phát. Còn người đàn ông có vết bốt trên mặt lúc này cũng lao tới, cũng bị Thor đấm một phát xuống đất. Kết quả thấy dáng vẻ của hắn cũng giống như con hổ trắng kia, từ một người đàn ông trung niên biến thành một ông già lưng đã hoàn toàn còng, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn thì rõ ràng là người da trắng. Thor nhấc chân lên, định dẫm vỡ đầu bà lão xấu xí trước, rồi từ từ thẩm vấn ông già còng lưng trên mặt đất. Nhưng hắn không ngờ rằng khoảnh khắc tiếp theo, ngoài cửa lại xuất hiện một bóng người, chính là bà lão đi chợ về mà họ đã gặp khi vào tòa nhà hình ống trước đó. Chỉ là bây giờ bà ta trông già hơn so với lần đầu hai người nhìn thấy, thậm chí nửa khuôn mặt bên đó đã mất hết ngũ quan. Mà sự xuất hiện của bà ta cũng giống như một tín hiệu, rất nhanh sau lưng bà ta lại xuất hiện bóng người thứ hai, thứ ba, cho đến khi ngày càng nhiều. Thor nhìn những bóng người ngoài cửa, những người có thể đến đây trong thời gian ngắn như vậy không phải là những người cùng sống trong tòa nhà hình ống này thì cũng là những ông chủ nhỏ làm ăn ở các cửa hàng dưới tầng. Ngoài bà lão đi chợ mà hắn đã gặp trước đó, Thor còn nhìn thấy ông chủ tiệm bánh nướng, nhân viên thu ngân mà hắn gặp khi mua nước ở cửa hàng tạp hóa. Hai học sinh tiểu học chơi trò kiến dưới tầng, cộng lại số người đã vượt quá 60, mà xét đến việc bây giờ vẫn là giờ làm việc. Hẳn là vẫn còn một số người chưa thể quay về, không khéo cả tòa nhà này thậm chí cả nửa con phố này đều là người của họ. Xét thở dài, tôi đã nói rồi, anh không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế với mọi người sao, đừng có chuyện gì cũng vội vàng dùng nắm đấm, giờ thì rước họa vào thân rồi chứ gì. Nhưng Thor nghe vậy vẫn không hề lay động, ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua khuôn mặt của mọi người. Các người đều là thần sao? Tại sao trước đây tôi chưa từng gặp một ai trong số các người? Bởi vì chúng tôi vốn là những vị thần bị lãng quên. Ông chủ tiệm bánh nướng lên tiếng và khi ông ta nói ra câu này, đám đông cũng dần nhường đường cho ông ta, để ông ta bước vào nhà. Những vị thần bị lãng quên, Thor cau mày, không phải ai cũng may mắn như anh, Thor, con trai của Odin. Ngươi biết ta là ai? Thor trầm giọng nói. Một người nổi tiếng như anh, dù có muốn không biết cũng khó, dù sao thì trên TV, trong các tác phẩm văn học, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của anh. Ông chủ tiệm bánh nướng nhàn nhạt nói. Các bạn đang nghe chuyện thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1777, sự sống còn. Vẫn chưa xin giáo danh của ngài. Không quan trọng nữa rồi, tôi có nói tên mình thì anh cũng không biết đâu. Thực ra, trên thế gian này đã chẳng còn mấy ai biết tên tôi nữa rồi. Vừa hay,
Tôi cũng không quan tâm các người tên gì, nếu biết điều thì mau giao SIF ra đây. Tho nói xong câu này, Mjolnir cũng bay từ ngoài cửa sổ vào, rơi vào tay hắn. Mà sau khi nắm lấy búa, khí thế trên người Tho càng mạnh hơn, mặc dù hắn chỉ có một mình nhưng đối mặt với hơn 60 người bên kia, hắn lại không hề yếu thế, không. Phải nói rằng về mặt khí thế, hơn 60 người bên kia hoàn toàn bị áp chế, cho dù họ có cộng lại cũng không bằng Tho đang đơn thương độc mã xông vào hang ổ địch lúc này. Mặc dù bây giờ họ gần như đã bao vây Tho nhưng gà vẫn là gà, cho dù cùng nhau bao vây hổ dữ, cũng không có nghĩa là họ có thể chiếm thế thượng phong. Thậm chí có người vì không chịu nổi uy thế khủng khiếp phát ra từ người Tho mà không nhịn được lùi lại mấy bước. Sắc khinh thường trong mắt Tho cũng càng đậm hơn, may mà ông chủ tiệm bánh nướng cuối cùng cũng miễn cưỡng chống đỡ được áp lực này. Ông ta không trả lời câu hỏi của Tho, mà tự lẩm bẩm, những người chúng tôi ít nhiều gì cũng từng có một thời huy hoàng. Tất nhiên không thể so sánh với những vị thần Bắc Âu nổi tiếng như các người nhưng ít nhất ở quê hương của chúng tôi. Vẫn có không ít tín đồ, thậm chí còn có cả đền thờ của riêng mình nhưng vì đủ loại lý do, cuối cùng đều không thoát khỏi sự suy tàn. Tôi đến đây không phải để nghe các người kể chuyện, Tho mất kiên nhẫn nói. Con trai của Odin, chẳng lẽ ngươi không tò mò sau khi thần suy tàn sẽ biến thành dáng vẻ gì sao? Tôi biết thần suy tàn sẽ ra sao, bên cạnh tôi có không ít bạn bè đã trải qua sự suy tàn hoặc đang trải qua sự suy tàn. Kể cả bản thân tôi cũng từng vô cùng yếu đuối, chuyện này có gì là bí mật? Tho cười lạnh, không, tôi nói đến sự suy yếu thực sự, không còn mấy ai nhớ đến tên ngươi, hoàn toàn bị thế giới lãng quên. Sự suy tàn như vậy, ông chủ tiệm bánh nướng nói, giống như chúng tôi bây giờ. Chúng tôi chỉ có thể sống trong những tòa nhà cũ nát như thế này để trả tiền thuê nhà. Ngày nào cũng phải dậy sớm tối muộn, đến siêu thị tranh mua thực phẩm giá rẻ sắp hết hạn. Nghiêm túc thu thập mọi thông tin khuyến mãi, tính toán chỉ ly từng đồng tiền trong tay, thậm chí vào mùa hè nóng nực như thế này mà cũng không bật nổi điều hòa. Giống như những người phàm trần đó sao? Ồ, nếu thực sự như vậy thì tốt rồi, chúng tôi không có chứng minh thư, chỉ có thể làm giả một số giấy tờ tùy thân. Ngoại hình ban đầu đều là người nước ngoài, may mà trong chúng tôi vẫn có người biết chút ảo thuật, giúp chúng tôi thay đổi diện mạo. Như vậy mới miễn cưỡng ổn định được nhưng chúng tôi không thể đi tàu cao tốc, máy bay, thậm chí không thể tìm được công việc đàng hoàng, hoặc là đi làm chui, hoặc là tự mở một cửa hàng nhỏ. Mà còn phải đưa phần lớn lợi nhuận cho những người hợp tác, mãi mãi chỉ có thể ở tầng lớp thấp nhất của xã hội. Đa số chúng tôi cũng không có người thân hay gia đình nào để dựa dẫm, nếu không thì các người nghĩ chúng tôi tụ tập lại với nhau để làm gì, chẳng phải là để có thể giúp đỡ lẫn nhau sao? Một người khác trong đám đông lên tiếng, thành quản, côn đồ trong thành phố, bảo vệ khu dân cư, bất kỳ ai cũng có thể bắt nạt chúng tôi, mà đây vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Người đó nói đến đây thì giọng điệu càng thêm kích động, điều tệ nhất là theo thời gian, sức mạnh của chúng tôi vẫn đang trôi đi, không chỉ ngoại hình ngày càng già nua, mà ngay cả việc duy trì cơ thể cũng trở nên ngày càng khó khăn, đây chính là lý do tại sao bây giờ chúng tôi trông người nào người nấy đều tàn tật. Xấu xí vô cùng và tệ hơn nữa là tinh thần của một số người cũng bắt đầu có vấn đề, người may mắn hơn thì chỉ quên đi rất nhiều chuyện trước đây, không nhớ nổi tên mình. Còn người xui xẻo thì giống như con gái của lão Trịnh, cô ta đã hoàn toàn phát điên, không nhận ra bất kỳ ai. Sẽ điên cuồng tấn công tất cả những người đến gần cô ta, vì vậy lão Trịnh chỉ có thể dùng xích sắt và lồng nhốt cô ta lại. Tho nghe vậy thì nhìn bà lão bị hắn đá ngã xuống đất. Xương của bà ta không biết đã bị hắn đá gãy mấy cái nhưng lúc này vẫn chống một bàn tay muốn bỏ đến bên hắn. Tôi xin lỗi vì sự hấp tấp của mình trước đó. Giọng điệu của Tho nghe có vẻ hơi dịu đi một chút nhưng rất nhanh lại trở nên cứng rắn trở lại. Nhưng tôi đến đây là để tìm vợ của tôi. Có một tên khốn nói với tôi rằng các người đã bắt cóc cô ấy, hoặc ít nhất là biết tung tích của cô ấy. Xét trước đó Vân luôn im lặng ngoan ngoãn nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Tho lại đổ dồn về phía mình. Lập tức lộ ra vẻ mặt vô tội. Chương 1778, kế hoạch phá sản. May thay, ngay sau đó, ông chủ tiệm bánh nướng nói, chúng tôi thực sự biết tung tích của cô ấy. Vậy thì mau nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu? Tho nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Tôi không thể nói cho anh biết. Nhưng ông chủ tiệm bánh nướng lại không chút do dự nói. Tho nghe xong câu này thì sắc mặt lại lạnh đi. Lần này hắn không nói gì nữa nhưng cây búa Mjolnir trong tay lại rung lên nhẹ, như thể báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.
nhưng ông chủ tiệm bánh nướng lại như thể không nhìn thấy sát khí trong mắt Thor, muốn biết tung tích của vợ mình. Anh cần phải giúp chúng tôi làm một việc trước, yên tâm, việc này đối với anh mà nói chẳng có gì khó khăn, cũng không tốn thời gian của anh. Ánh mắt của Thor một lần nữa lướt qua mọi người có mặt ở đây, các người muốn tôi làm gì? Chúng tôi muốn mượn cây búa của anh dùng một chút. Ông chủ tiệm bánh nướng cũng không vòng vo, nói thẳng. Cây búa của tôi chỉ có tôi mới dùng được, không phải con mèo con chó nào cũng có thể. Thor nói đến đây đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Các người muốn tôi thay các người giết người. Đúng vậy, giết ai? Không cần ông chủ tiệm bánh nướng mở miệng, đã có người cõng một người đi lên, người đó bị trói tay chân bằng dây ni lông, đầu còn bị trùm một chiếc túi giấy. Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được là một người đàn ông, tuổi không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, trên người có nhiều vết máu. Hẳn là đã trải qua một trận chiến ác liệt, tuy nhiên đó là chuyện đã lâu rồi, lúc này hắn vẫn đang hôn mê, không có phản ứng gì. Là hắn sao? Thor cau mày. Đúng vậy. Ông chủ tiệm bánh nướng gật đầu. Hắn có thù oán gì với các người, có phải ăn bánh nướng của các người không trả tiền không? Cứ coi như là vậy đi, thế nào? Tôi nói không sai chứ, chuyện này đối với anh rất dễ dàng. Cũng không tốn thời gian của anh, chỉ cần vung búa lên, đập vào đầu hắn, sau đó anh có thể có được thứ mình muốn. Thor nghe vậy lại nhìn kỹ người trên mặt đất, nắm chặt cây búa của mình, đứng tại chỗ, dường như đang suy nghĩ xem giao dịch này có đáng giá hay không. Còn những người khác trong nhà thì nhìn Thor với ánh mắt đầy mong đợi, chờ đợi câu trả lời của hắn, chỉ là họ không ngờ rằng khoảnh khắc tiếp theo. Thor lại trực tiếp sải bước đến trước người đàn ông bị trói tay chân trên mặt đất, sau đó đưa tay trực tiếp xé toạc chiếc túi giấy trên đầu hắn. Khi nhìn thấy người bên dưới, Thor lại sửng sốt, tôi đã gặp tên này. Hắn là tân thần mới xuất hiện trong 200 năm gần đây, hình như là thần máy móc gì đó. Ông chủ tiệm bánh nướng thấy không cản được, đành phải thừa nhận, đúng vậy, người chúng tôi nhờ anh giết chính là hắn. Hắn có thù oán gì với các người? Thor hỏi nhưng rất nhanh hắn cũng hiểu ra, hắn không có thù oán gì với các người, hơn nữa hắn đã rơi vào tay các người. Sớm đã không còn cơ hội phản kháng, cho nên các người căn bản không muốn giết hắn, mà là muốn tôi giết hắn, tôi hiểu rồi. Ánh mắt Thor nhìn ông chủ tiệm bánh nướng cũng trở nên lạnh lẽo, tôi tuy lỗ mãng nhưng không phải kẻ ngu, địa vị của hắn trong tân thần nghe nói không nhỏ. Còn tôi là nhân vật tiêu biểu trong cựu thần. Nếu hắn cũng chết trong tay tôi thì tân thần và cựu thần dù muốn không đánh nhau cũng không được, nhưng nếu như vậy thì tôi lại có một câu hỏi muốn hỏi. Các người dụng tâm muốn châm ngòi cho cuộc chiến giữa tân thần và cựu thần như vậy, cuối cùng là vì cái gì? Chỉ để sống sót thôi. Ông chủ tiệm bánh nướng không giấu giếm, sống sót là mong muốn duy nhất của chúng tôi. Nếu tiếp tục ở lại thành phố nhỏ vô hồn này, từng người chúng tôi sẽ lặng lẽ biến mất như vậy. Nói thẳng ra, cho dù thực sự có một cuộc chiến lớn, với thực lực như các người, ngay cả tự bảo vệ mình cũng không làm được, có mấy người thực sự có thể kiếm trác được từ đó. Thor cười lạnh, chỉ là một đám người sắp chết ảo tưởng thôi. Ảo tưởng cũng tốt hơn là không có chút hy vọng nào. Người đàn ông có vết bớt trên mặt cũng thúc giục, ngươi còn chờ gì nữa, con trai của Odin, mau ra tay đi. Thor nghe vậy nhưng không vội vung búa, nói nhiều như vậy, các người vẫn chưa chứng minh được vợ ta thực sự ở trong tay các người. Ngươi muốn chúng ta chứng minh thế nào? Đưa cô ta đến trước mặt ngươi sao? Ngươi là Thor, chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của ngươi. Đến lúc đó nếu ngươi nuốt lời, trực tiếp mang người đi thì chúng ta cũng không làm gì được ngươi. Ngược lại, ngươi giết người trước, chúng ta đánh không lại ngươi, đương nhiên cũng không dám lừa ngươi. Ông chủ tiệm bánh nướng nói. Thor thấy đối diện không chịu đưa ra bằng chứng, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông có vết bớt trên mặt. Trước đó khi chúng ta vào cửa, ngươi căn bản không nhận ra ta, cũng không biết ta đã cướp xét từ ban tổ chức. Hơn nữa sau đó cũng nói ngươi không biết cái quái gì là SEF, các ngươi căn bản không biết vợ ta ở đâu, từ đầu đến cuối chỉ lừa ta giết người đúng không? Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1779, giải quyết mối đe dọa. Khi nói đến câu cuối cùng, Thor đã giơ búa trong tay lên, râu tóc dựng đứng. Còn người đàn ông có vết sẹo trên mặt bị hắn chất vấn thì sợ đến mức lùi lại ba bước, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Đám đông náo loạn, kể cả ông chủ tiệm bánh nướng cũng biến sắc. Mà nghe được câu này không chỉ có những người sắp chết trong tòa nhà chung cư này,
mà còn có một nam một nữ cách đó 1 km trên một tòa nhà khác, đang cầm ống nhòm và đeo tai nghe. Trong đó, người phụ nữ vừa nhai kẹo cao su vừa lè lưỡi, tên đó không phải nói Tho là vị thần cấp A ngu ngốc nhất sao? Không ngờ cuối cùng vẫn bị người ta nhận ra. Còn người đàn ông thì vẻ mặt rất nghiêm trọng, chủ yếu là vì những vị thần ẩn cư ở đây thực sự quá yếu. Cho dù chúng ta giao thần máy móc cho họ trước nửa tháng, họ cũng không có sự sắp xếp bố trí ra hồn. Thật đấy, nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không tin rằng có vị thần nào lại có thể thảm hại đến vậy. Có người bán bánh nướng, có người bán giày nhái, thậm chí còn không bật nổi điều hòa, đúng là nỗi ô nhục của giới thần. Người đàn ông nghe vậy nhàn nhạt nói, lão đại đã nói, so với loài người, thần vốn là sinh vật thấp kém, chỉ có sức mạnh thần thánh, đáng tiếc là không có khả năng phát triển. Bị trói buộc bởi những câu chuyện truyền thuyết, giống như những con rối, tính cách, logic hành vi đều được định hình, thậm chí không thể học được bất kỳ bài học nào từ những sai lầm mà mình đã mắc phải. Nhưng, ngươi cũng phải thừa nhận rằng, có một số kẻ ở đây thực sự mạnh đến mức khó tin, ví dụ như thần sấm Tho trước mắt. Người phụ nữ liếm môi, cô ta đã nhìn thấy một đám mây đen đang bao phủ tòa nhà chung cư và những con phố gần đó. Trong lúc đó sấm chớp ầm ầm, dòng điện ẩn hiện, giống như ngày tận thế vậy, không nhịn được liếm môi, đây chính là sức mạnh cấp A sao. Khi cá đã vào lưới thì đến lượt thợ săn ra sân. Người đàn ông buông ống nhòm trong tay xuống, nói với băng mũ rơm, chuẩn bị hành động đi. Simon một mình có thể hạ gục một trong tứ kỵ sĩ Khải Huyền là Dịch Hạch, nhiều người như chúng ta chẳng lẽ còn không đối phó được với một cấp A sao? Cuối cùng cũng được động tay thật rồi sao? Mấy ngày nay chỉ đối phó với lũ tép diêu tôm tép khiến ta sắp chán chết rồi. Người phụ nữ nghe vậy cũng phấn khích han lên, lần này cũng có thể thấy được đạn sát thần đối với thần cấp A có thể gây ra bao nhiêu sát thương. Có dữ liệu rồi chúng ta mới có thể đánh giá được những hành động tiếp theo. Trước tiên hãy tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, hoàn thành nhiệm vụ mà lão đại giao cho chúng ta rồi hãy nói những chuyện khác. Tho đã nhận ra rằng đám thần linh gần như bị thế gian lãng quên trong tòa nhà chung cư này không biết tung tích của vợ hắn, mà hắn, con trai lừng danh của Odin, thần sấm sét và sức mạnh. Vậy mà suýt chút nữa bị đám tép diêu vô danh này lừa gạt, trở thành con dao trong tay chúng. Nghĩ đến đây Tho không thể kìm nén được cơn thịnh nộ trong lòng, lập tức giơ búa thần Mjolnir trong tay lên. Mây đen trong nháy mắt bao trùm cả một con phố. Có mấy tên thấy tình hình không ổn muốn bỏ chạy nhưng vừa quay người chạy được vài bước thì thấy trên bầu trời giáng xuống mấy tia sét màu tím to bằng miệng bát, đánh thẳng vào người chúng. Ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao thì e rằng cũng không có mấy người có thể chống đỡ được đòn tấn công khủng khiếp như vậy. Huống chỉ là bây giờ, mấy tên bị sét đánh chúng kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã vật xuống đất, không còn bất kỳ tiếng động nào nữa. Còn ông chủ tiệm bánh nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt cũng đại biến nhưng dù sao ông ta cũng là thủ lĩnh của đám người này. Lúc này không giống như những người khác lùi lại bỏ chạy, mà là cắn răng nói, ngươi mà không dừng tay thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Vừa hay, ta cũng muốn lĩnh giáo thủ đoạn của các ngươi. Tho cười lạnh, nói xong liền ném búa trong tay ra. Vũ khí thần kỳ do người lùn chế tạo này vừa rơi khỏi tay Tho, liền từ trên không trung dẫn xuống một tia sét, bao bọc lấy nó. Dòng điện chạy khắp đầu búa, giống như dao long. Nơi nào nó đi qua đều không có một ai có thể ngăn cản. Những người bị chiếc búa này nhắm vào, trước tiên bị sét đánh trúng, toàn thân tê liệt, không thể cử động, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn em Jonia không ngừng phóng to trước mắt mình. Đợi đến khi chiếc búa này bay một vòng trong đám người, trở lại tay Tho thì nó đã biến thành màu đỏ máu, trên cán búa còn dính não của không biết là ai. Ông chủ tiệm bánh phản ứng nhanh nhất, may mắn tránh được cú đánh sét này nhưng nơi ông ta đứng vốn là khu vực Tho chú trọng nhất, ngoài ông ta ra thì mấy người bên cạnh đều đã chết thảm. Ông chủ tiệm bánh biết không thể đợi thêm nữa, vì vậy ông ta dứt khoát cắn đứt ngón tay của mình. Bôi máu ở đầu ngón tay lên ngực và mặt mình, tạo thành một loạt bùa chú kỳ lạ, sau đó xõa tóc ra, cả người bắt đầu múa may. Chương 1780, bánh nướng lời nguyền. Tho thấy vậy chỉ cười khinh thường, với thần lực hiện tại của ngươi mà cũng muốn nguyền rủa ta sao? Nói xong hắn thậm chí còn không thèm nhìn ông chủ tiệm bánh nữa mà tiếp tục điều khiển sét và búa truy sát những kẻ tứ tán chạy trốn. Nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ như là muốn tiêu diệt hết những vị thần bị lãng quên ở đây. Nhưng ngay sau đó Tho lại thấy sét trước giờ vẫn chỉ đứng ngoài hóng hớt đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó hai mắt trợn trắng, ngã thẳng ra phía sau.
Tho vẫn đang suy nghĩ tên khốn này lại đang chơi trò gì thì ngay sau đó bụng hắn cũng truyền đến một cơn đau dữ dội. Động tác trên tay không khỏi khựng lại, thậm chí suýt chút nữa không bắt được Mjolnir bay trở về, mồ hôi theo trán hắn chảy ròng ròng. Bánh nướng có vấn đề. Đúng vậy, ông chủ tiệm bánh hào phóng thừa nhận, với thần lực hiện tại của tôi, chỉ nguyên rủa thì đương nhiên không thể đối phó với ngài được, nhưng các ngài đã ăn bánh nướng mà tôi đưa trước đó. Từ lâu đã trúng lời nguyền máu lợi hại nhất của tôi, bây giờ tôi làm chỉ là kích hoạt nó mà thôi. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, mặc dù ngài đã giết không ít người trong chúng tôi nhưng nếu ngài bằng lòng làm xong chuyện trước đó chưa làm xong, tôi cũng có thể tha cho ngài một mạng để ngài tiếp tục đi tìm vợ mình. Khi nói ra những lời này, ông chủ tiệm bánh vẫn không ngừng điệu nhảy kỳ lạ của mình. Và chỉ trong chốc lát, bụng Tho đã to gấp đôi so với trước, giống như có thứ gì đó đang ngang ngược xông vào, sắp phá vỡ bụng hắn. Đừng do dự nữa, nếu chậm thêm một chút, tôi cũng không cứu được ngài đâu, ông chủ tiệm bánh dục. Thái dương Tho đập điên cuồng, em Jonia trong tay ngày càng nặng nhưng sát khí trong mắt hắn lại càng mạnh, các ngươi căn bản không biết chọc giận ta sẽ có hậu quả gì đúng không? Ông chủ tiệm bánh bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, không tự chủ được mà rời mắt đi, hắn cũng không biết tại sao, rõ ràng bây giờ đã nắm chắc tình hình nhưng cảm giác bất an trong lòng lại ngày càng lớn. Vì vậy hắn chỉ có thể nhảy điệu nhảy kỳ lạ đó gấp gáp hơn, thậm chí không tiếc rạch thêm vài nhát vào ngực và cánh tay của mình. Kết quả là ngay sau đó hắn nhìn thấy Tho trước đó bị cơn đau kích thích đến mức không thể làm bất cứ động tác nào, vậy mà lại giơ búa trong tay lên, đồng thời ngửa đầu, há to miệng. Trong ánh mắt kinh hoàng của ông chủ tiệm bánh, một tia sét thô to không thể tưởng tượng nổi từ trên không giáng xuống, dọc theo Mjolnir đi xuống, bao phủ lấy cơ thể Tho, mà một phần tia sét đó lại theo miệng Tho tràn vào dạ dày hắn. Bụng Tho co lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng ngay khi trong mắt ông chủ tiệm bánh hiện lên vẻ tuyệt vọng, bên tai lại truyền đến một tiếng súng. Tiếp theo hắn thấy thân hình Tho lảo đảo, tia sét khổng lồ đó cũng biến mất. Trên tòa nhà cách đó 1 km, người đàn ông đột nhiên hạ ống nhòm trong tay xuống, cau mày nói, là ai, không đợi lệnh của tôi mà đã nổ súng. Kênh liên lạc im lặng nhưng không một ai chịu trách nhiệm về chuyện này. Ngay khi sắc mặt người đàn ông ngày càng u ám, sắp bùng nổ thì người bạn đồng hành nữ bên cạnh hắn đột nhiên lên tiếng, không phải người của chúng ta nổ súng. Vậy thì, người đàn ông nói được một nửa câu thì đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn không cần ống nhòm cũng có thể nhìn thấy, một tia sét đột nhiên đánh vào tòa nhà bên cạnh họ. Nhưng sau một lúc im lặng, tiếng súng lại một lần nữa vang lên và lần này trở nên dữ dội hơn, những viên đạn dày đặc bay về phía Tho, phong tỏa mọi đường đi của hắn. Nhưng Tho quả là Tho, vị thần mạnh nhất trong hệ thần thoại Bắc Âu, thấy không thể tránh khỏi, trước mặt hắn xuất hiện một lưới điện, hút hết những viên đạn bay về phía hắn vào lưới điện. Tuy nhiên, Tho còn chưa kịp thở dốc thì thấy tòa nhà văn phòng bên tay trái hắn cũng đột nhiên nổ súng, chỉ tính riêng hỏa lực thì có vẻ như bên trong ẩn núp hàng chục tay súng. Người đàn ông thấy vậy cũng hơi choáng, ngoài chúng ta ra còn thế lực nào khác cũng định ra tay với Tho sao? Còn người bạn đồng hành nữ bên cạnh hắn cũng mang vẻ mặt khó hiểu nhưng ngay sau đó lại như nghĩ ra điều gì, sắc mặt thay đổi, không phải thế lực nào cả, là hắn đến rồi. Ai? Vị thần súng ống. Người phụ nữ nhanh chóng nói, bên tân thần vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tho, xem ra là người của họ đến rồi. Sấm sét nhảy vọt giữa các tầng khác nhau, lao về phía những khẩu súng đặt trên cửa sổ, rồi truyền ngược lại dọc theo nòng súng nhưng kỳ lạ là đằng sau những khẩu súng đang phun ra đạn lại không có bất kỳ xạ thủ nào. Nói cách khác, những khẩu súng này hoàn toàn tự nạp đạn và bắn, có thể coi là hình mẫu của súng tự động hoàn toàn. Chứng kiến cảnh này, người chỉ huy nam của tổ chức bí ẩn ở một tòa nhà khác cũng thở dài. Có lẽ đây chính là một người thành quân, rõ ràng chỉ có thực lực cấp B nhưng lại có thể chống lại cấp A mà không hề yếu thế. Các bạn vừa nghe xong tập 178 của bộ truyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.